Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tập hợp lại những tin tức đã diễn ra trong tuần qua và gửi đến quý vị một video tổng hợp. Và ngay sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi. EU áp thuế hải quan đối với ô tổ điện Trung Quốc Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin thú vị đến từ việc Ukraina thử nghiệm tên lửa đạn đạo, cùng với những chính sách thuế quan của EU đối với các mặt hàng từ Trung Quốc, đặc biệt là xe điện. Và không để quý vị phải đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ukraine thử nghiệm tên lửa đạn đạo Tổng thống Zelensky của Ukraina gần đây đã tuyên bố thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo mới được cho là do Ukraine tự chế tạo. Những tuyên bố kiểu như vậy đã được Kiev thực hiện trong những năm gần đây nhưng dường như chưa lần nào Kiev cung cấp thông tin chi tiết về những loại tên lửa được thử nghiệm này. Được biết, sau sự sụp đổ của Liên Xô, Ukraine đã thừa hưởng những nguồn lực về kỹ thuật của ngành công nghiệp sản xuất quốc phòng, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất tên lửa. Một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này là nhà máy Zuzny, có trụ sở đặt tại Dipropetrov của Ukraine. Nhà máy này chuyên tạo ra các tên lửa cỡ lớn hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Sau khi Ukraine giành được độc lập, Kiev đã tập trung nỗ lực phát triển để có thể tạo ra hệ thống tác chiến của riêng mình. Tuy nhiên, cho đến năm 2014, việc tạo ra loại tên lửa với tầm bắn lên tới 500 km của Ukraine vẫn còn khá chậm chạp. Trong bối cảnh quan hệ bình thường và thậm chí là tốt đẹp với Nga, cùng với các nước láng giềng xung quanh, thì Ukraine đơn giản là không cần đến những loại vũ khí như vậy. Ngoài ra thì sự hiện diện của hàng nghìn tên lửa từ thời Liên Xô trong kho vũ khí của Ukraine cũng làm chậm tiến trình chế tạo những loại tên lửa mới này. Ngoài việc thiếu chiến lược phát triển quân sự rõ ràng sau năm 1991, chương trình tên lửa của Ukraine còn liên tục phải đối mặt với một số yếu tố cản trở sự phát triển, đặc biệt là vấn đề tài chính. Việc tạo ra một tên lửa mới hiệu quả cần tiêu tốn rất nhiều tiền, cùng với đó là sự hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ phát triển tên lửa hiện đại và sự tàn vỡ quan hệ hợp tác đối với Nga cũng góp phần làm chậm lại sự phát triển này. Với sự bùng nổ của cuộc đối đầu công khai với Nga bắt đầu từ năm 2014, giới lãnh đạo Ukraine đã đi đến kết luận rằng cần phải hiện đại hóa và phát triển các phương tiện gian đề và phòng thủ của riêng mình. Một trong những lĩnh vực quan trọng là tạo ra hệ thống tên lửa chiến thuật với tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công nhắm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng và quân sự quan trọng của đối phương. Nhưng, nguồn tài trợ cho việc thành lập các công ty sản xuất tên lửa của Kiev cũng không nhiều và ngành công nghiệp tên lửa Ukraina vẫn đang trong tình trạng thiếu thốn. Một phương pháp đã được tìm thấy bên ngoài biên giới Ukraina, phòng thiết kế Zuznoye của nhà máy Zuzni đã hợp tác với Ả Rập Saudi để phát triển một loại tên lửa mới được gọi là Grom-2. Kế hoạch này đã được thực hiện với nguồn kinh phí khoảng 70 triệu đô la cho công việc thiết kế và thử nghiệm. Kể từ đó, thì các phương tiện truyền thông của Ukraine thường xuyên đưa tin về các cuộc thử nghiệm thành công của tổ hợp tên lửa này, liên tục được coi là thành tựu to lớn trong lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng điều này chỉ mang tính chất tuyên truyền Kết quả thực sự của các cuộc thử nghiệm Grom 2 vẫn được giữ bí mật về các thông tin như hư hỏng và trục trặc kỹ thuật. Cùng với đó, việc các cơ sở quốc phòng của Ukraine liên tục chịu sự công phá của lực lượng Nga nên khó có thể trong trạng thái hoạt động liên tục và đầy đủ. Trong bức cảnh đó, thì các nhà quan sát cho rằng khả năng rất cao là Ukraine có thể sử dụng chiến thuật cờ giả. Nghĩa là Ukraine có thể sử dụng tên lửa của phương Tây nhưng đưa ra các biểu tượng của Ukraine hoặc coi chúng như sự phát triển của chính họ. Vậy thì câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao các nước phương Tây và Kiev phải tính toán đến bước đi như vậy? Câu trả lời là để tránh những cáo buộc trực tiếp từ Nga về việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga. Từ đó tránh được nguy cơ phía Nga sẽ thực hiện những cuộc tấn công trả đũa tàn khốc. Thật khó để tưởng tượng rằng những bước đi khả thi như vậy của Kiev sẽ được thực hiện mà các nhà quản lý phương Tây không hề hay biết. Trong trường hợp có hành động khiêu khích mới, chẳng hạn như một cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ của Nga, các lực lượng này chắc chắn sẽ tuyên bố rằng Kiev có quyền phòng thủ. Các chuyên gia phương Tây khó có thể thừa nhận sự tham gia của nước họ trong việc chuẩn bị cho những hành động như vậy. Và bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm chỉ ra điều này sẽ bị coi là thông tin sai lệch hoặc tuyên truyền của Nga. EU áp thuế hải quan đối với ô tô điện của Trung Quốc Liên minh châu Âu đã quyết định áp thuế hải quan đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc các mức thuế bổ sung này nhằm mục đích giải quyết lợi thế cạnh tranh không công bằng mà các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có được do các chương trình trợ cấp của nhà nước. Theo đó, thì Ủy ban châu Âu cho biết họ đã nhận được sự hỗ trợ cần thiết để thông qua các đề xuất thuế quan của mình. Điều này có nghĩa là giờ đây họ có thể tiến hành áp dụng mức thuế quan lên tới hơn 36% đối với ô tô điện từ Trung Quốc. Theo quy định của EU, việc áp dụng thuế xe điện đòi hỏi phải có đa số ý kiến đồng tình của các quốc gia thành viên. Vào tháng 9 năm 2023, bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã chính thức công bố trong bài phát biểu thông điệp của Liên minh. Bà cảnh báo rằng thị trường toàn cầu đang tràn ngập những chiếc xe điện giá rẻ, giá cả được duy trì ở mức thấp một cách giả tạo nhờ các khoản trợ cấp lớn của nhà nước và điều này sẽ bóp méo thị trường của châu Âu. Trong những phát hiện sơ bộ được công bố vào tháng 6, Ủy ban châu Âu đã tiết lộ rằng mạng lưới trợ cấp nhà nước của chính quyền Bắc Kinh đã tiếp cận hầu hết mọi khẩu trong chuỗi cung ứng xe điện. Từ việc thu mua nguyên liệu thô và sản xuất pin, cho đến việc lắp ráp ô tô và vận chuyển chúng đến các cảng để xuất khẩu ra nước ngoài. Đối với các nhà sản xuất ô tô, những lợi ích họ nhận được ở Trung Quốc bao gồm đảm bảo quyền sử dụng đất với giá thấp hơn giá thị trường từ chính quyền địa phương, tiếp cận lãi suất cho vay ưu đãi từ các ngân hàng nhà nước, đảm bảo nguồn cung cấp lithium và pin từ các công ty được nhà nước hậu thuẫn và được hưởng lợi từ việc giảm hoặc miễn thuế theo chính sách của nhà nước. Ủy ban châu Âu đã kết luận rằng điều này sẽ đe dọa đến ngành công nghiệp của châu Âu. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc của EU. Bộ Thương mại nước này cho biết họ kiên quyết phản đối quyết định áp thuế đối với xe điện của Trung Quốc. Việc tăng thuế sẽ chỉ làm lung lay và cản trở lòng tin, cũng như quyết tâm của các công ty Trung Quốc trong việc đầu tư và hợp tác dài hạn tại châu Âu. Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ vững chắc lợi ích của các doanh nghiệp nước này. Trung Quốc cũng đã đưa ra các nhiệm vụ mà EU đề xuất lên Tổ chức Thương mại Thế giới và mở cuộc điều tra chống trợ cấp đối với các sản phẩm từ sữa, thịt lợn và rượu mạnh của khối này. Vào tháng trước, EU đã chính thức đệ đơn khiếu nại lên WTO về cuộc điều tra của Trung Quốc đối với các sản phẩm nói trên. Đáp lại cuộc bỏ phiếu, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner đã kêu gọi EU tránh gây ra chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Theo ông, thì châu Âu không nên gây ra chiến tranh thương mại, mà cần một giải pháp đàm phán. Song, quyết định của EU cũng phù hợp với quyết định của Mỹ và Canada. Tổng thống Joe Biden đã áp dụng mức thuế 100% đối với xe điện từ Trung Quốc, tăng gấp 4 lần mức thuế 25% trước đó, trong khi Ottawa cũng đã áp dụng những biện pháp tương tự vào tháng trước. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia hành động để ứng phó với các hoạt động thương mại không công bằng từ Trung Quốc, Mario Draghi, cựu giám đốc ngân hàng trung ương châu Âu đã cảnh báo trong báo cáo của mình rằng năng lực sản xuất xe điện và công nghệ xanh của Trung Quốc sẽ được chuyển sang thị trường EU. Hơn nữa, thị phần xe điện Trung Quốc đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, từ 1% vào năm 2021 lên 20% vào năm 2023. Sự gia tăng này đã gây ra những lo ngại, gợi nhớ đến kinh nghiệm trong quá khứ của EU khi bị bán phá giá với các tấm pin mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc hơn một thập kỷ trước. EU muốn tránh một kịch bản tương tự cho các nhà máy sản xuất xe điện của mình. Ngành công nghiệp ô tô của EU đã tạo ra gần 14 triệu việc làm, chiếm khoảng 6% tổng số việc làm của liên minh này. Ủy ban châu Âu đã nêu rõ rằng các mức thuế bổ sung đối với xe điện Trung Quốc không nhằm mục đích ngăn chặn hoàn toàn việc loại hàng hóa này gia nhập thị trường EU. Thay vào đó, các mức thuế này được thiết kế để giải quyết lợi thế cạnh tranh không công bằng mà các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có được do các chương trình trợ cấp của nhà nước. Tuy nhiên, các nhà phân tích nghi ngờ rằng mức thuế quan này sẽ không bảo vệ được các nhà sản xuất EU khỏi nguy cơ bị xe giá rẻ của Trung Quốc đánh bật. Bất chấp điều này, quyết định của EU sẽ là liên kết với Mỹ trong việc áp thuế có thể tạo thêm áp lực cho ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Và nếu như xuất khẩu xe điện sang châu Âu bị ngăn chặn, thì ngành sản xuất xe điện tại Trung Quốc sẽ có nguy cơ đối mặt với phá sản. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm những thách thức kinh tế mà Trung Quốc đang phải đối mặt. Vì Trung Quốc coi xe điện và tấm pin mặt trời là những yếu tố thiết yếu trong sự phát triển kinh tế của nước này. Với mức thuế quan của EU đang được đặt ra, thì trong tương lai, xe điện của Trung Quốc chỉ có thể xuất khẩu sang một số nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin. Điều này có thể giáng một đòn kinh tế tàn khốc vào chiến lược tổng thể của quốc gia này. Cựu Thủ tướng Anh kêu gọi thành lập liên minh kinh tế giống NATO Cựu Thủ tướng Anh Elizabeth Truss đã cảnh báo các chính phủ châu Âu rằng đã quá mềm mỏng với chính quyền Bắc Kinh theo bà thì cách hiệu quả nhất để thách thức Trung Quốc là lĩnh vực kinh tế. Bà cho rằng phương Tây nên thành lập liên minh NATO kinh tế. Đây là nơi mà các quốc gia như Mỹ, Anh, Đức, Úc cùng nhau hợp tác để có các chính sách kinh tế chung đối với Trung Quốc, nhằm ngăn chặn Trung Quốc phá hoại ngành công nghiệp của châu Âu. Bà Church chỉ ra hiệp định thương mại tự do được gọi là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP, như một thành trì chống lại chính quyền Bắc Kinh mà Mỹ và EU cũng có khả năng tham gia. Trong khi đó, Barnes cũng bày tỏ sự thận trọng với cách tiếp cận của chính phủ Úc đối với Bắc Kinh. Như thủ tướng Anthony Albanese đã tóm tắt vào tháng 6 rằng họ sẽ hợp tác với Trung Quốc khi có thể. Bộ trưởng Tài chính Jim Chalmers gần đây cũng đã đến thăm Trung Quốc vào cuối tháng 9 nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ thương mại giữa Úc và Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo cam kết chia sẻ thông tin cập nhật về những diễn biến mới nhất trong chính sách đầu tư trong bối cảnh môi trường kinh tế ngày càng phức tạp, cũng như tầm quan trọng của trao đổi kỹ thuật và chính sách về mục tiêu biến đổi khí hậu, cũng như đầu tư vào năng lượng tái tạo. Liệu chiến tranh Ukraine có kết thúc theo kế hoạch của NATO? Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, thời kỳ chiến tranh lạnh và hai cuộc chiến tranh thế giới, các cường quốc đã đua nhau chạy đua vũ trang để tăng cường sức mạnh của mình và răn đe đối phương. Trong chiến tranh hiện đại ngày nay, người ta luôn muốn che giấu không để lộ những kế hoạch và âm mưu của mình bằng những từ ngữ mang tính chính trị hóa cao hơn. Một trong những ví dụ mà trong video ngày hôm nay chúng tôi muốn phân tích, đó chính là kế hoạch quân sự hóa châu Âu của NATO. Và không để quý vị phải đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Kế hoạch đầy tham vọng của NATO về việc quân sự hóa châu Âu Tờ Die West của Đức viết rằng NATO đang có kế hoạch thành lập 49 lữ đoàn mới sẵn sàng tham gia các trận chiến. Mỗi lữ đoàn mới này sẽ bao gồm khoảng 5.000 quân nhân. Như vậy, số lượng quân nhân của 49 lữ đoàn mới sẽ tăng thêm khoảng 250.000 người. Dự kiến trong tương lai không xa, liên minh này cũng đang có ý định đưa tổng lực lượng của mình lên 131 lữ đoàn. Các nhà bình luận quân sự cho rằng, việc NATO tăng cường số lượng quân nhân như vậy là rất cần thiết để đối đầu với Nga. Liên minh này tin rằng, Nga đang gây ra mối đe dọa an ninh cho các quốc gia thành viên. NATO cũng đã nhiều lần đề cập đến nhu cầu tăng cường kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất vũ khí chất lượng cao cũng như các phương tiện hậu cần và vận tải. Dự về số lượng các đơn vị phòng không mặt đất của NATO dự kiến sẽ tăng gấp 5 lần từ 293 lên 1467 và sẽ được trang bị các loại vũ khí tối tân như là Patriot hay là Iris. Số lượng trực thăng chiến đấu dự kiến cũng sẽ tăng từ 90 lên 104. Kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu, NATO đã coi Nga là mối đe dọa chính đối với an ninh của các quốc gia thành viên. Tổng thư ký mới Mark Schuster đã nêu ra hai nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ của ông. Nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục duy trì sự hỗ trợ đối với Ukraine. Và nhiệm vụ thứ hai là củng cố và thúc đẩy liên minh này một cách vững chắc hơn nữa. Ngoài ra, NATO còn có ý định cải thiện trang thiết bị cho quân đội của đa số các quốc gia thành viên, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng không và các loại vũ khí tầm xa. Đây dường như là mong muốn của hầu hết các quốc gia trong liên minh này. Trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng các quốc gia NATO dự kiến sẽ được tổ chức trong tương lai gần, thì chúng sẽ được phân chia một cách phù hợp về chi tiêu cho mục đích quốc phòng của mỗi quốc gia thành viên và điều này sẽ trở nên bắt buộc. Tỷ lệ chi tiêu này sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của nền kinh tế và tổng GDP tại mỗi quốc gia. Hiện tại thì Mỹ, Anh và Đức là những quốc gia NATO chi tiêu nhiều nhất cho lĩnh vực này. Liệu chiến tranh tại Ukraine có kết thúc theo nguyên tắc của NATO? Gần đây thì các cuộc thảo luận đã tăng cường mạnh mẽ về một kế hoạch mà theo đó chiến tranh sẽ kết thúc dọc theo tiền tuyến và phần lãnh thổ Ukraine do Kiev đang kiểm soát sẽ gia nhập NATO. Điều này sẽ nhận được những đảm bảo về an ninh và sẽ không có những cuộc xâm lược mới xảy ra. Còn các vùng đất bị Nga chiếm giữ, về cơ bản cũng sẽ không được chính thức công nhận là lãnh thổ của Nga mà quốc tế vẫn cho rằng đây là lãnh thổ của Ukraine. Nhưng các đảm bảo an ninh sẽ không được áp dụng cho những vùng đất này. Nghĩa là nếu Nga tấn công Ukraine một lần nữa, thì điều năm của NATO có thể vẫn sẽ được viện dẫn. Nhưng nếu quân đội Ukraine muốn chiếm lại các vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm giữ, thì NATO sẽ không thể tham gia vào một cuộc chiến mới trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã dẫn ví dụ về Tây Đức. Trong chiến tranh lạnh, thì vùng lãnh thổ này là thành viên của NATO. Còn khu vực Đông Đức cũng được coi là lãnh thổ của toàn bộ nước Đức, nhưng mà các đảm bảo an ninh của liên minh lại không áp dụng cho vùng đất này. Điều này cũng đang được chính quyền Kiev xem xét và nó gần như trở thành khái niệm chính của Ukraine và phương Tây sau khi chiến tranh kết thúc. Tuy nhiên, người đứng đầu Ukraine, ông Zelensky vẫn khẳng định rằng chiến tranh nên kết thúc bằng cách chạm tới biên giới vào năm 1991. Mặc dù phương án kết thúc chiến tranh dọc theo tiền tuyến đang được đa số các chính trị gia và người dân Ukraine chấp thuận. Nhưng để làm được điều này thì điều đầu tiên sẽ là phải có một hiệp ước đình chiến, sau đó là gia nhập NATO và nhận được những đảm bảo an ninh đầy đủ từ liên minh này. Các nước phương Tây và chính quyền Kiev luôn cho rằng Nga không có quyền phủ quyết việc Ukraine gia nhập NATO. Nhưng mà trên thực tế, Nga có quyền phủ quyết bởi vì Nga cho rằng điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh của Nga. Nga là một trong những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hàng đầu thế giới. Việc đạt đến giới hạn và những vấn đề mang tính đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của một quốc gia như vậy có thể là một nhân tố then chốt thúc đẩy nước này kích hoạt chiến tranh hạt nhân. Vì vậy, việc phương Tây trì hoãn hết lần này đến lần khác đối với việc cho phép Ukraine gia nhập liên minh là điều không quá khó hiểu. Hơn nữa, NATO không bao giờ muốn một cuộc chiến tranh trực tiếp giữa liên minh này với nước Nga vì lợi ích của chính họ tại Ukraine. Giả sử ngay cả khi nga đột nhiên đồng ý dừng chiến tranh mà không có thỏa thuận với ukraine về tình trạng trung lập của nước này mà chỉ đơn giản là theo kịch bản với một lệnh ngừng bắn vô thời hạn dọc chiến tuyến thì cũng không có gì đảm bảo rằng nato sẽ đồng ý tiếp quản ukraine biên giới giữa nước này với nga sẽ không được ấn định về mặt pháp lý theo thỏa thuận chung của hai nước mà trên thực tế vẫn sẽ là một chiến tuyến đóng bằng nhưng có một giả thuyết khác cũng cho rằng nga sẽ được hưởng lợi từ việc ukraine gia nhập nato theo các chuyên gia, nếu Ukraine được chấp thuận vào liên minh này, điều này sẽ đảm bảo rằng lực lượng Ukraine sẽ không cố gắng để lấy lại các vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm giữ bằng các biện pháp quân sự. Một ví dụ có thể nhìn thấy đó là trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2022, Ukraine dường như đã không thực hiện bất kỳ nỗ lực đáng kể nào để lấy lại Crimea sau khi bị Nga sắp nhập. Tuy nhiên, nếu chiến tranh kết thúc tại tiền tuyến, thì quân đội Ukraine sẽ cố gắng để giành lại lãnh thổ bằng các biện pháp quân sự. Cần nhắc tất cả những điều đã nói ở trên. Việc Ukraine gia nhập NATO chỉ có thể diễn ra nếu như nga dỡ bỏ quyền phủ quyết của mình. Điều này có thể xảy ra theo hai cách. Cách đầu tiên là bị ép buộc do thất bại ở mặt trận hoặc tình trạng bất ổn định ở nga. Đây là tính toán chiến lược của Ukraine vào năm 2023 trước các kế hoạch tấn công của Kiev. Chính quyền Ukraine hy vọng có thể bao vây cờ để gây áp lực lên nga, đồng ý cho Ukraine trở thành thành viên của NATO. Nếu không thì quân đội Ukraine sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào Crimea. Mặc dù chính quyền Ukraine sau đó đã chính thức phủ nhận việc họ có kế hoạch như vậy. Trên thực tế, quân Nga đã nhiều lần đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine và giành được thế chủ động trên chiến trường. Có vẻ truyền vọng về những thất bại quân sự hay tình trạng hỗn loạn tại Nga là không mấy khả thi. Và cách thứ hai là một thỏa thuận nhất định được ký kết với Nga. Ví dụ như là Ukraine chính thức công nhận các vùng đất bị Nga chiếm giữ là lãnh thổ của Nga và phương Tây theo đó sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Khi đó thì Nga sẽ đồng ý cho Ukraine trở thành thành viên của NATO. NATO và EU không muốn đóng cửa hoàn toàn các thỏa thuận với Nga, cả trong ngắn hạn và dài hạn. Tóm lại, cho đến khi vấn đề phủ quyết của Nga được giải quyết, thì vấn đề Ukraine gia nhập NATO khó có thể thực thi. Tức là Ukraine phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi Nga buộc phải thay đổi quan điểm của mình. Nhưng để làm được điều này, còn phải xem sức mạnh nội tại của Ukraine ra sao. Và cách mà phương Tây đối xử với Ukraine như thế nào. Đài Loan cảnh báo chiến tranh kinh tế với Trung Quốc Đại sứ thực tế Đài Loan Alexander Rui tại Mỹ Quốc cho biết rằng Trung Quốc đã gia tăng hành động đe dọa đến an ninh của hòn đảo này và cảnh báo người dân Đài Loan nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu. Cùng lúc đó, thì một báo cáo cảnh báo rằng kế hoạch mà Bắc Kinh thực hiện có thể diễn ra dưới hình thức chiến tranh kinh tế. Trong khi đó, một báo cáo do Viện Nghiên cứu FDD có trụ sở tại Washington công bố. Trong khi nhiều chuyên gia cho rằng kịch bản nguy hiểm nhất sẽ là tấn công bằng biện pháp quân sự hoặc phong tỏa bảo vệ Đài Loan, thì cách tiếp cận mà Bắc Kinh đang tính toán để sắp nhập Đài Loan là chiến dịch cưỡng chế về kinh tế. Vào đầu năm nay, các nhà nghiên cứu của FDD đã hợp tác với các chuyên gia ngân hàng và tài chính tại Đài Loan để mô phòng các động thái phi quân sự có thể xảy ra của Bắc Kinh. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra những kịch bản mà trong đó Bắc Kinh sẽ hạn chế hoặc cấm nhập khẩu các sản phẩm từ Đài Loan. Chặn các khoản thanh toán đến và đi từ hòn đảo này. Tiến hành các cuộc tấn công mạng vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Cắt cáp ngầm, sử dụng video và âm thanh giả mạo để làm suy yếu lòng tin của công chúng. Hoặc làm gián đoạn giao thông bằng cách phá hủy hệ thống quản lý giao thông thông qua mạng Internet. Theo FDD, kế hoạch này cho thấy Bắc Kinh có thể gây sức ép lớn lên Đài Loan mà không vi phạm bất kỳ ranh giới đỏ nào với Washington hay các đồng minh khác căng thẳng đã bùng phát tại eo biển Đài Loan kể từ năm 2016, khi Bắc Kinh bắt đầu tăng cường sức ép ngoại giao và quân sự lên hòn đảo này. Điều này đã khiến Mỹ cũng phải tăng cường sự hỗ trợ. Washington lập luận rằng Mỹ có lợi ích trong việc duy trì hòa bình tại eo biển và sát cánh cùng các nền dân chủ như Đài Loan để duy trì trật tự thế giới. Bắc Kinh đã nhiều lần yêu cầu Mỹ tránh xa Đài Loan với lý do đây hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden từ lâu đã ám chỉ rằng ông sẽ gửi quân đội để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công vũ trang. Nhưng cho tới nay, chính quyền Joe Biden vẫn chưa xây dựng kế hoạch ứng phó với các chiến thuật phi quân sự. Điều này sẽ tạo điều kiện cho Bắc Kinh linh hoạt hơn trong việc phá hoại Đài Loan mà không gây ra phản ứng trực tiếp từ Washington và các đồng minh. Chính quyền Trung Quốc đã sử dụng các hợp đồng trên thị trường để bán khống cổ phiếu Đài Loan, tạo ra áp lực và kích động rút vốn trên quy mô lớn. Sự mất giá của đồng đài tệ đã gây ra một đợt bán tháo bất động sản. Đài Loan đã nhiều lần phải đối mặt với chiến dịch cưỡng ép kinh tế và an ninh mạng cấp thấp và họ cũng đã cho thấy khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang có những kế hoạch phát động một chiến dịch theo từng giai đoạn và linh hoạt hơn, sử dụng kết hợp các biện pháp cưỡng chế về kinh tế, mạng và quân sự để làm suy yếu khả năng phục hồi của Đài Loan. Các khuyến nghị của báo cáo dành cho Đài Loan đó là bao gồm xây dựng khả năng phục hồi trong cơ sở hạ tầng, năng lượng kinh tế cùng với xã hội dân sự để có thể thích ứng và đối phó với những thủ đoạn ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. Ukraine xây dựng tuyến phòng thủ mới tại hậu phương Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, việc đàm phán giữa Kiev và Moscow có tầm quan trọng chiến lược đối với cả hai quốc gia này và đặc biệt là đối với phương Tây. Tuy nhiên, lợi ích trên thực tế ở mỗi bên lại cân nhắc một cách khác nhau. Trong khi Nga đang tăng cường các loại hệ thống vũ khí tại quân khu Đông Bắc, thì Ukraine lại đang đẩy mạnh xây dựng các tuyến phòng thủ mới tại hậu phương. Thực hư ra sao, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện này ngay sau đây với những nội dung chi tiết. Ukraine đẩy mạnh xây dựng tuyến phòng thủ mới ở hậu phương Sau khi mất Uleda, lực lượng Ukraine đã bắt đầu xây dựng một tuyến phòng thủ mới Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự rất nghi ngờ về sự thành công của ý tưởng này. Lực lượng Ukraine đang tạo ra các tuyến phòng thủ mới ở biên giới vùng Dnipropetrov, cũng như là ngay trong khu vực Porovsky. Theo truyền thông Ukraine, các công sự lần đầu tiên đã được dựng lên dọc chiến tuyến Dnipro. Đây sẽ là tuyến công sự nằm giữa hai khu định cư quan trọng là Mezhevoy và Slavyanka. Cảnh biên niên sử quân sự đánh giá dựa trên bản đồ cho thấy, các công sự đang khẩn trương hoàn thiện tại phía Tây. Theo các nhà phân tích, trong trường hợp Podolsky thất thủ, thì quân đội Nga sẽ phải di chuyển khoảng 15 km để tới biên giới vùng Dnipropetrov. Vì thế của quân đội Ukraine theo hướng này đã xấu đi đáng kể sau khi quân đội Nga đã giải phóng Uleda. Theo tờ Reuters, tướng Alexander Sersky đã ra lệnh tăng cường phòng thủ trên các vùng lãnh thổ như Donetsk. Podolsky là một trong những trung tâm hậu cần quan trọng nhất của lực lượng Ukraine. Việc mất thành phố này sẽ phá vỡ sự gắn kết của mọi vị trí trong quân đội Ukraine. Vì vậy, Ukraine có mục tiêu là bảo vệ khu vực này càng lâu càng tốt, bằng cách tăng cường các công sự và bổ sung thêm quân nhân. Kiev đã nhiều lần chuyển các đơn vị từ các hướng khác về khu vực này, và động thái này phần nào đã làm chậm bước tiến của quân đội Nga. Tuy nhiên, Kiev sẽ phải đối mặt với một số vấn đề bao gồm chất lượng của các công sự đang được xây dựng, cũng như là thiếu hụt về nhân sự. Điều tương tự cũng áp dụng cho các thành trì đang được xây dựng ở vùng Donbass, thì quân đội Nga giải phóng Borovsky sẽ có thêm một lựa chọn, không chỉ tiến theo hướng Zaporozhye mà còn cả Palovka. Theo quan điểm hậu cần của lực lượng Ukraina, mục tiêu của các tuyến phòng thủ cũng là bảo vệ Palovka. Trước đó vào đầu tuần, quân Nga đã tấn công Palovka với lực lượng của Tổ hợp Chiến thuật Hoạt động Iskander. Tại vùng Dnipropetrovsk, Ukraina không xây dựng được các công sự một cách kiên cố. So với khu vực Donbass thì những công sự này không thể so sánh. Nếu mối đe dọa đối với quân đội Ukraina gia tăng, thì họ sẽ cố gắng tăng cường sức mạnh cho các khu vực phía đông và phía nam. Nhưng đây là một triển vọng lâu dài bởi vì quân đội Nga vẫn còn nhiều việc phải làm ở khu vực Donetsk và Zaporozhye. Các nhà phân tích quân sự cho rằng, việc Ukraine xây dựng khẩn cấp hệ thống phòng thủ ở biên giới vùng Dnipropetrovsk cho thấy họ đang nhìn thấy xu hướng một cách khách quan hơn. Chính quyền Kiev hiểu rằng quân đội Ukraine cần phải rút lui. Tuy nhiên thì sự rút lui của Ukraine không đảm bảo đầy đủ an ninh cho các vùng lãnh thổ đã được giải phóng vì pháo kích vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Tổng thống Putin đã nói rằng càng có nhiều hệ thống hủy diệt tầm xa được quân đội Ukraine trang bị, thì Nga sẽ càng phải gia tăng sức mạnh tại những khu vực tiền tuyến hơn nữa. Và đây là điều mà quân đội Nga đang làm. Trong khi đó, lực lượng Ukraine cũng đang gấp rút xây dựng các tuyến phòng thủ, không chỉ ở biên giới vùng Dnipropetrov mà còn cả ở Orekhovsky, cũng như gần thành phố Zaporozhye. Phía Ukraine cũng đang đối mặt với tình trạng tham nhũng gia tăng khi làm các công sự phòng thủ này. Nhiều chính trị gia cấp cao tại Kiev cho rằng mặt trận có thể sụp đổ nếu như Kiev không có những chính sách nghiêm khắc để gian đe những hành vi này. Tầm quan trọng của đàm phán giữa Kiev và Moscow. Kiev và các đồng minh phương Tây nhận thấy sự cần thiết phải đàm phán với Nga về các vùng lãnh thổ bị mất trong bối cảnh tâm trạng đang thay đổi ở phương Tây và sự rút lui của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Donbass. Trước đó thì quyết tâm chủ yếu là chấm dứt chiến tranh sau khi quân đội Nga bị trục xuất khỏi Ukraine hiện đang có những lời kêu gọi giải quyết bằng thương lượng cho cuộc xung đột này tuy nhiên kiev không nhận được sự hỗ trợ để đạt được mục tiêu khiêm tốn này tình hình sẽ trở nên phức tạp do sự rút lui của lực lượng vũ trang ukraine tại khu vực donbass sự chú ý của các đồng minh cũng bị chuyển hướng bởi tình hình ngày càng tồi tệ hơn tại trung đông một thỏa thuận đang được thảo luận bên lề sẽ cho phép moscow duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và ukraine sẽ có thể gia nhập nato Điều này ngụ ý đảm bảo an ninh trong biên giới do Kiev kiểm soát. Cựu Tổng thư ký Liên minh Jens Stoltenberg đã bóng gió về khả năng như vậy trong một cuộc phỏng vấn với một vài tờ báo phương Tây. Tuy nhiên, theo giới quan sát, Nga không quan tâm đến những cuộc đối thoại như vậy. Và để củng cố vị thế của Kiev, Mỹ và EU đã đề xuất tăng cường hỗ trợ quân sự và ngoại giao. Trước đó, thì ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa là Sidi đã đề xuất Ukraine từ bỏ các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát cũng như nhận được sự đảm bảo về chủ quyền và tính trung lập. Nga tăng cường S-70 tại quân khu Đông Bắc Truyền thông Mỹ viết rằng, mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái hạng nặng Hunter sẽ trở thành một phát hiện có giá trị đối với tình báo của phương Tây. Tuy nhiên, các chuyên gia nước ngoài khó có thể tìm ra được những bí mật đặc biệt có giá trị từ thiết bị này. Mảnh vỡ của chiếc UAV S-70 của Nga, hay còn được gọi là Okhotnik, có thể đã được tình báo phương Tây biết đến. Nhà báo Tyler Jogoway của kênh thông tin The One Zone lưu ý, nghiên cứu về UAV có giá trị rất lớn đối với các đồng minh của Ukraine. Tuy nhiên, từ hoàn cảnh chính xác của việc tìm thấy các thành phần mô hình vẫn chưa được biết đến. Theo vị nhà báo này, UAV đang di chuyển qua khu vực quân khu phía Bắc cùng với một chiếc máy bay chiến đấu Su-57. Tại một thời điểm nào đó, thiết bị này đã bị mất kiểm soát. Để ngăn chặn toàn bộ chiếc UAV rơi vào tay cơ quan tình báo phương Tây, thì phi công lái máy bay đã tự mình bắn hạ chiếc UAV. Cần lưu ý rằng, thực tế này phổ biến ở tất cả các quân đội trên thế giới, bởi vì đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Việc mất đi một chiếc UAV như vậy có thể là tổn thất to lớn đối với Nga. Nhưng phóng viên chiến trường Alexander Kost đưa tin về việc mất tích của Hunter vào ngày 5 tháng 10. Ông viết rằng chiếc UAV đã bị tên lửa không đối không bắn hạ ở khu vực Konstantinovka. Tuy nhiên, phóng viên này nghi ngờ rằng Quân đội Ukraine có thể thu được những thông tin hữu ích bằng cách nghiên cứu các bộ phận của UAV. Vì trên những cỗ máy như vậy, mọi thứ có giá trị nhất thường được trang bị cơ chế tự hủy. Okonik là UAV tấn công hàng nặng do công ty Sukhoi sản xuất. Thiết bị này có khối lượng khoảng 20 tấn và được trang bị công nghệ giảm tín hiệu radar. Tốc độ tối đa của thiết bị là 1.400 km/h. UAV có khả năng mang tên lửa dẫn đường và bom. Đồng thời được thiết kế riêng để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phối hợp với tiêm kích Su-57. Chuyến bay đầu tiên của chiếc UAV này đã diễn ra vào năm 2019 với thời lượng bay là khoảng 20 phút. Tuy nhiên, có thể giả định rằng khi UAV bốc cháy, các hệ thống chính chịu trách nhiệm về thuật toán vận hành của thiết bị cũng đã bị cháy, cũng không nên loại trừ khả năng UAV đã tự hủy thường được kích hoạt khi thiết bị rơi. Theo các chuyên gia, khi sản xuất bất kỳ UAV nào thì người ta đều tính toán đến khả năng rơi của những chiếc UAV đó. Điều này áp dụng cho tất cả các thiết bị quân sự trên toàn thế giới. Mỗi loại vũ khí đều có thể bị rơi vào tay của đối phương, nên không có gì quá đặc biệt khi một chiếc UAV này đã bị rơi. Điều quan trọng nữa là những chiếc UAV như vậy có thể đảm bảo an ninh trong vùng phòng không của đối phương. Dường như S-70 có mọi thứ như vũ khí dẫn đường, bom rơi tự do và thiết bị chính xác. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự chỉ ra nếu máy bay thực sự bị Su-57 bắn hạ, thì có lý do chính đáng cho việc này. Đó là lời giải thích rất có thể là do máy bay mất kiểm soát và mong muốn giảm thiểu thiệt hại. Từ đó rơi vào tay kẻ thù. Đánh giá qua bức ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy, chiếc máy bay không người lái đã bị hư hỏng nghiêm trọng và dường như đang bốc cháy. Theo các chuyên gia, do có khả năng tàng hình và không có tổ hợp lái, nên S-70 có thể được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm sâu trong lãnh thổ của đối phương. Điều này đặc biệt quan trọng trong điều kiện phòng không dày đặc. Tuy nhiên, mặc dù thực tế là UAV đã được sản xuất hàng loạt và sử dụng trong chiến đấu, nhưng họ vẫn muốn cải tiến hơn nữa thiết kế của nó trước khi đưa nó ra xa hơn phạm vi chiến đấu. Phái đoàn Quốc hội Mỹ đến thăm Đài Loan. Đài Loan sẽ kỷ niệm ngày thành lập lần thứ 113 vào ngày 10 tháng 10 tới đây, trong bối cảnh chịu sức ép và đe dọa từ chính quyền Bắc Kinh. Một phái đoàn Quốc hội Mỹ đã đến thăm Đài Loan để gặp gỡ các quan chức cấp cao của Đài Loan và tham dự lễ kỷ niệm ngày quốc khánh của hòn đảo này vào ngày 10 tháng 10. Theo thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao Đài Loan, dân biểu Lesko, dẫn đầu phái đoàn, đã đến thăm Đài Loan vào ngày 6 tháng 10 trong chuyến thăm kéo dài 6 ngày. Chuyến đi của họ thể hiện sự ủng hộ vững chắc của Quốc hội Mỹ đối với Đài Loan, cũng như là hòa bình và ổn định tại eo biển này. Bà nhà lập pháp dự kiến sẽ gặp Phó Tổng thống Đài Loan Hsiao P'i Kim người đại diện hàng đầu của hòn đảo này tại Mỹ từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 11 năm 2023. Theo bộ này, các cuộc đàm phán giữa hai bên sẽ tập trung vào quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, an ninh khu vực và chính sách kinh tế cũng như năng lượng. Bộ này cho biết chuyến thăm của phái đoàn là quan trọng vì Bắc Kinh vẫn tiếp tục sử dụng chiến thuật vùng xám để phá hoại hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, thường xuyên thực hiện các biện pháp cô lập hòn đảo này khỏi cộng đồng quốc tế. Các hoạt động vùng xám là những hành động được thiết kế để duy trì dưới ngưỡng gây ra xung đột quân sự, nhưng lại tạo ra áp lực chính trị để Đài Bắc phải nhượng bộ các yêu cầu của Bắc Kinh. Vào ngày 7 tháng 10, Phái đoàn Mỹ đã gặp Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan Joseph Gu tại tòa nhà văn phòng Tổng thống. Đài này đã đưa tin rằng các nhà lập pháp Mỹ đến thăm đã nói với Gu về sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Đài Loan và luôn đồng tình với quan điểm rằng hòn đảo này đóng vai trò chính trong hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới. Đài Loan sẽ kỷ niệm lần sinh nhật thứ 113 vào ngày Quốc Khánh, hay còn được gọi là ngày song thập. Điểm nhấn của sự kiện này sẽ là bài phát biểu quan trọng của Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức. Các đồng minh ngoại giao của Đài Loan cũng sẽ cử đại diện đến dự lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh của Đài Loan. Theo Bộ Ngoại giao Đài Loan, đây là lần đầu tiên Bis và Miller đến thăm Đài Loan, trong khi Lesko đã đến thăm hòn đảo này vào năm 2016, với tư cách là thành viên của phái đoàn cấp cao nhà nước Mỹ vào năm 2023, Lesko cũng là một trong những người đồng bảo trợ cho nghị quyết của Hạ viện kêu gọi chính quyền cho Biden chấm dứt chính sách một Trung Quốc và chính thức công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Mỹ đã duy trì chính sách Trung Quốc kể từ năm 1979. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì mối quan hệ phi ngoại giao với Đài Loan dựa trên đạo luật quan hệ Đài Loan. Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho phép nước này cung cấp cho Đài Loan những thiết bị quân sự để hòn đảo này tự vệ cũng như là kêu gọi thành lập một công ty phi lợi nhuận có tên là Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, hiện là đại sứ quán Mỹ tại hòn đảo này. Đài Loan cũng các buộc Trung Quốc đã săn trộm các đồng minh ngoại giao của mình. Kể từ năm 2016, Đài Loan đã mất rất nhiều đồng minh về tay Bắc Kinh. Nga có ý định yêu cầu Ukraine bồi thường thiệt hại do chiến tranh. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Chúng ta thường nghe nhiều đến việc Ukraine đòi Nga bồi thường thiệt hại do chiến tranh, chứ hầu như rất ít nghe chiều ngược lại. Tuy nhiên, khi chiến tranh chưa kết thúc thì không có kẻ thắng người thua, mà tất cả các bên đều có những thiệt hại tương đương. Vì vậy, việc Nga đang có kế hoạch yêu cầu Ukraine bồi thường thiệt hại do chiến tranh cũng là điều dễ hiểu. Và đây sẽ là một trong những chủ đề nổi bật trong video ngày hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ukraine muốn bổ sung dân số bằng người dân châu Phi. Một ý tưởng nghe có vẻ hơi kỳ lạ đã được đưa ra tại Ukraine nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang tàn phá đất nước này. Ý tưởng này đề xuất bởi nhà xã hội học người Ukraine Vladimir Baniotom. Đó là mở rộng cửa cho những người di cư từ châu Phi và Afghanistan. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nếu như Ukraine thực hiện theo cách này thì sẽ gây ra những bất ngờ và khó khăn cho đất nước. Cuộc điều tra dân số cuối cùng ở Ukraine được thực hiện vào năm 2001. Sau đó là những Maidan, sự sụp đổ của cờ đông. Và gần đây nhất là cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Tất cả những sự kiện này đã kéo theo sự suy giảm dân số một cách lâu dài. Đặc biệt kể từ sau cuộc xung đột diễn ra vào đầu năm 2022, chỉ riêng cuộc di cư đã khiến Ukraine sụt giảm gần 10 triệu dân. Ngoài ra thì tỷ lệ sinh giảm mạnh cùng với số binh lính và dân thường tử vong do chiến tranh cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến dân số sụt giảm. Thật khó để thống kê dân số thực sự hiện đang sinh sống tại Ukraine là bao nhiêu. Nhưng có một điều chắc chắn là dân số của nước này vẫn đang tiếp tục giảm xuống. Bởi người dân vẫn đang tiếp tục tìm cách trốn chạy khỏi đất nước, tỷ lệ sinh thì vẫn tiếp tục giảm và tỷ lệ tử vong thì vẫn tiếp tục tăng nhanh. Đây có lẽ là bài toán khó trong chiến lược nhân khẩu học của Ukraine trong tương lai. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ukraine nghĩ tới vấn đề bù đắp cho sự suy giảm dân số. Dưới thời của Janukovic, đã đưa ra những chính sách hỗ trợ tài chính cho việc sinh con. Còn dưới thời của Poroshenko, người ta cũng đã đề xuất việc cho phép người di cư nhập quốc tịch một cách ổ ạt vào Ukraine. Vào thời điểm đó, thì người Trung Đông và Trung Á là nhóm người được chính phủ Ukraine rất quan tâm. Tuy nhiên, khi cuộc xung đột bắt đầu vào năm 2022, nhiều người trong số này đã trốn sang các nước EU dưới vỏ bọc là người Ukraine. Giờ đây, khi nhà xã hội học Paniotto đề nghị tập trung vào người châu Phi và Afghanistan, trên thực tế thì đề xuất này có thể hiểu đó là vì dân số ở những khu vực này đang gia tăng nhanh chóng. Châu Âu cũng là vùng đất lý tưởng của những người di cư từ châu Phi trong vòng 50 năm qua. Nhưng mà châu Âu là nơi có trình độ phát triển cao, là nơi có an sinh và phúc lợi xã hội tốt. Hơn nữa, văn hóa và ngôn ngữ cũng rất quen thuộc với nhiều quốc gia thuộc địa châu Phi. Điều này khiến cho những người di cư dễ dàng thích nghi và phát triển bản thân cũng như là cống hiến cho xã hội. Còn đối với Ukraine nơi dường như rất xa lạ với đại đa số cư dân ở lục địa đen với khí hậu vô cùng khắc nghiệt và trái ngược hoàn toàn với châu phi là một mùa đông lạnh giá cùng với đó là văn hóa và ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ chế độ phúc lợi không đảm bảo quay ngược lại quá khứ khi chưa có chiến tranh có lẽ điều kiện sống tại ukraine vào thời điểm đó cũng có thể khá lý tưởng đối với cư dân châu phi nhưng khi chiến tranh bắt đầu thì mọi thứ đã hoàn toàn khác nga có ý định yêu cầu ukraine bồi thường thiệt hại chiến tranh Jodion Mirosnik, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga về tội ác của chế độ Kiev, nói rằng Nga đang liên tục hành động để đánh giá thiệt hại mà phía Ukraine gây ra cho nước Nga trong cuộc xung đột. Các chuyên gia cho rằng yêu cầu bồi thường về mặt tài chính có thể sẽ là một phần trong các cuộc đàm phán diễn ra giữa Kiev và Moscow. Theo đại sứ Mirosnik, việc đánh giá tổn thất sẽ được thực hiện bởi các khu vực bị ảnh hưởng giao tranh. Ở nhiều nơi trong số đó thì công việc khôi phục đã được tiến hành với chi phí của nhà nước theo đó thì Nga sẽ tìm cơ chế để đạt được mức bồi thường thiệt hại. Hiện tại thì Nga đang thu thập các dữ liệu và những bằng chứng trên chiến trường để thực hiện mục tiêu của mình. Tuy nhiên, rất khó để thu thập và thống kê những thiệt hại vì giao tranh vẫn liên tục diễn ra. Lãnh đạo khu vực Kurs đã báo cáo vào giữa tháng 9 rằng thiệt hại đối với nông nghiệp do các cuộc tấn công của Ukraine đã lên tới nhiều tỷ rút. Việc đánh giá này đã được thực hiện bởi các chuyên gia từ Ngân hàng Trung ương và các bộ ngành của Liên bang. Vào năm 2023, chính quyền vùng Begorod cho biết thiệt hại do pháo kích trong khu vực đã lên tới 20 tỷ đô la. Chỉ trong vòng 2 năm rưỡi, hơn 35.000 ngôi nhà và căn hộ đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực. Theo Chủ tịch Liên minh các công ty bảo hiểm nông nghiệp quốc gia, Konez Pizov, tính đến tháng 4 năm 2024, tại vùng Begorod, tổng thiệt hại cho các nhà sản xuất nông nghiệp do pháo kích đã lên tới 1,8 tỷ rúp. Cờ đông cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề Tính đến tháng 6 năm nay, thiệt hại từ việc phong tỏa các cảng vận chuyển năng lượng đã lên tới cả nghìn tỷ đô la. Các nhà quan sát tin rằng, trong tương lai, Nga có thể sử dụng các khoản thanh toán như là một lý lẽ trong các cuộc đàm phán đối với Ukraine. Ví dụ, Nga sẽ nhận được lãnh thổ để đổi lấy việc không yêu cầu bồi thường thiệt hại mà Ukraine đã gây ra cho chính họ. Ukraine hiện cho biết họ sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ mới là một phần của Nga. Tuy nhiên, có lẽ Kiev sẽ thay đổi quan điểm nếu Nga từ bỏ yêu cầu bồi thường. Chính quyền Kiev cũng đang tìm cách đưa ra những thiệt hại mà Nga gây ra trong nước này. Vào đầu năm nay, thì cố vấn kinh tế của ông Zelensky là Oleg Ustenko đã nói rằng Nga nên bồi thường cho Kiev số tiền là hơn 1.000 tỷ đô la, cao hơn nhiều so với những tính toán của Liên Hợp Quốc. Điều đáng chú ý là sáng kiến của Nga về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột do Tổng thống Putin đề xuất vào tháng 6 lại không hề đề cập đến việc bồi thường thiệt hại. Các điều kiện để Nga khởi động tiến trình hòa bình bao gồm việc quân đội Ukraina rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ các khu vực như là Luhansk, Donetsk, Kherson hay là Zaporozhye, vì quân sự hóa và cố định tình trạng của các khu vực như là Krum hay là Sevastopol, cũng như bãi bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin, nếu xung đột tiếp tục diễn ra, thực tế sẽ thay đổi và các điều kiện đàm phán cũng sẽ thay đổi theo. Theo kinh nghiệm của chiến tranh thế giới thứ hai, thì việc bồi thường chiến tranh đã trở thành một trong những điều kiện lý tưởng để ký kết các hiệp ước hòa bình. Đài Loan đang xây dựng nhà máy sản xuất siêu chip lớn nhất thế giới. Nhà sản xuất thiết bị điện tử có trụ sở tại Đài Loan, Foscom, đang xây dựng nhà máy sản xuất siêu chip GB200 lớn nhất thế giới của Nvidia, được sử dụng chạy máy chủ trí tuệ nhân tạo AI. Chip GB200 là thành phần quan trọng của nền tảng điện toán Blackwell, thế hệ tiếp theo của Nvidia, được cho là sẽ cho phép các tổ chức chạy AI tạo ra thời gian thực trên các mô hình ngôn ngữ lớn có hàng nghìn tỷ tham số với chi phí và mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn. Chủ tịch Foxconn, Yong Liu cho biết nhà máy mới sẽ được đặt tại Mexico, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về thời điểm nhà máy sẽ hoàn thành. Foxconn cũng thông báo rằng họ sẽ hợp tác với Nvidia để xây dựng siêu máy tính lớn nhất và nhanh nhất Đài Loan bằng nền tảng Blackwell. Foxconn muốn sử dụng siêu máy tính mới để thúc đẩy những tiến bộ trong nghiên cứu bệnh tật, phát triển mô hình ngôn ngữ và đổi mới những thành phố của Đài Loan. Siêu máy tính AI mới của Foxconn là một trong những siêu máy tính mạnh nhất thế giới, thể hiện bước tiến đáng kể về hiệu suất và khả năng tính toán AI, được trang bị nền tảng Blackwell của Nvidia. Được biết rằng, siêu máy tính đang được xây dựng tại Cao Hùng của Đài Loan. Giai đoạn đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào giữa năm 2025. Vào tháng 10 năm ngoái, Nvidia cho biết họ đang hợp tác với Foxconn để phát triển một loại trung tâm dữ liệu mới, có khả năng hỗ trợ nhiều ứng dụng khác nhau. Các ứng dụng này bao gồm số hóa quy trình sản xuất và kiểm tra, phát triển nền tảng xe điện và robot chạy bằng AI dựa trên ngôn ngữ. Foxconn cũng là nhà máy lắp ráp iPhone lớn nhất của Apple, đã đầu tư hơn 500 triệu đô la vào tiểu bang Chihuahua của Mexico. Vào tháng 8 năm ngoái, Foxconn đã công bố thành lập quan hệ đối tác chiến lược với chính quyền của tiểu bang Chihuahua nhằm mục đích thúc đẩy đào tạo nhân tài, bồi dưỡng công nghệ đổi mới và thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững tại tiểu bang lớn nhất Mexico này. NSA điều tra vụ tấn công mạng của hacker Trung Quốc nhắm vào nước Mỹ. Theo tờ The Epoch Times dẫn lời Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, NSA, tướng Timothy Howe cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ tấn công mạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn nhắm vào các công ty viễn thông lớn nhất của nước Mỹ. Theo nguồn tin của Watch China, NSA vẫn chưa thể công khai các thông tin chi tiết về cuộc điều tra này. Cuộc tấn công được cho là do một nhóm tin tặc Trung Quốc có tên là Sars Typhoon thực hiện. Tiền tặc đã truy cập vào một số nhà cung cấp băng thông rộng, bao gồm AT&T và Lumen Technology trong nhiều tháng qua. Điều này đã gây ra rủi ro lớn cho an ninh quốc gia của Mỹ. Các tác giả đã chỉ ra rằng phạm vi và sự tình vi mà Bắc Kinh đang tiếp tục được mở rộng. Họ đã tăng cường các hành động của mình trong các không gian mạng. Nhà cung cấp Lumen Technology tiết lộ rằng bốn mục tiêu tại Mỹ và một công ty Ấn Độ đã bị nhắm đến, nhưng các công ty này không được nêu tên vào thời điểm đó. Vào thời điểm đó, thì các nhà nghiên cứu của Lohmann khá tin tưởng rằng vụ tấn công này có liên quan đến chiến dịch tấn công mạng đang diễn ra do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn có tên là Vos Typhoon. Khi các quan chức tình báo tiết lộ mối đe dọa từ cơn bão Vos vào năm ngoái, nó đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong các nhà lập pháp, khu vực tư nhân và thậm chí là cả các quốc gia khác. Chính quyền Trung Quốc có thế mạnh ở các lĩnh vực như là quy mô công nghệ cho phép kiểm soát. Nhưng cách tiếp cận của nhà nước này trong việc mở rộng quy mô ra nước ngoài hiện có thể là một trở ngại lớn. Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với một số cuộc khủng hoảng trong nước như ngành bất động sản sụp đổ, đầu tư nước ngoài bốc hơi, lực lượng lao động và dân số giảm sút nhanh chóng. Hiện nay thì các đối tác thương mại toàn cầu đang dựng lên một bức tường ngăn. Điều này sẽ khiến cho Trung Quốc ngày một khó khăn hơn. Các nguyên tắc của Mỹ về tự do tín ngưỡng và quyền sở hữu tư nhân đã mang lại cho Mỹ lợi thế cạnh tranh đối với Trung Quốc. Những nguyên tắc này đã tạo ra sự đổi mới đa dạng và quan hệ đối tác năng động và minh bạch hơn. Nhiều người sẽ nói rằng Trung Quốc đang rất phát triển và không dễ để kinh tế hay mọi thứ của nước này sụp đổ. Đúng là nhìn các thành phố của Trung Quốc thì có vẻ rất phồn vinh, giao thông hiện đại và cơ sở hạ tầng rất tốt, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài và bấy nhiêu thôi cũng không nói lên điều gì khi mà Trung Quốc luôn dùng những thủ đoạn không chân chính trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế và thương mại. Nga tìm cách ngăn chặn nguồn tiếp tế của phương Tây cho Kiev. Hoàn Thái xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, kế hoạch hòa bình của ông Zelensky đã bị hoãn hết lần này đến lần khác vì không phù hợp với yêu cầu về lợi ích đối với phương Tây. Nó vẫn sẽ là một con bài để các bên trao đổi nhằm kéo phần lợi ích về phía mình. Trong khi đó, thì tại khu vực chủ yếu mà Ukraine nhận nguồn tiếp tế vũ khí từ phương Tây, thì lại đang bị Nga tăng cường sức công phá. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin thú vị xoay quanh nội dung này. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. NATO hoãn kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky Kịch bản chấm dứt xung đột tại Ukraine với kế hoạch Kiev sẽ được chấp nhận vào NATO, đã bị hoãn lại cho tới thời điểm tốt hơn. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ được tổ chức tại Đức đã bị gián đoạn do sự vắng mặt của Tổng thống Biden, với lý do là cơn bão Python đang đổ bộ vào bờ đông nước Mỹ Mọi thứ dường như đã không đi đúng kế hoạch và trên thực tế đã trở nên phức tạp hơn. Trước đó thì các nhà lãnh đạo của các quốc gia phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp và Đức được cho là sẽ thảo luận hai vấn đề trong hội nghị trên. Một vấn đề đó là đồng ý để Ukraine gia nhập NATO. Và một vấn đề khác là đề xuất kịch bản mới để đóng bằng cuộc xung đột. Đối với bản thân Tổng thống Zelensky, ông kỳ vọng rằng chủ đề chính của cuộc gặp sẽ bàn đến kế hoạch chiến thắng của ông. Nó cũng bao gồm cả những khoản viện trợ tiếp theo dành cho Kiev và các lệnh trừng phạt cũng như là thách thức mới chống lại Nga. Tuy nhiên, kế hoạch này dường như đã quá nhàm chán đối với phương Tây và không khơi dậy được sự nhiệt tình nào trong chính quyền của Tổng thống Biden. Cựu Tổng thống Trump đã cáo buộc chính quyền Biden chỉ cấp vài trăm đô la Mỹ cho những người mất nhà cửa do bão và lũ lụt, nhưng lại gửi cả tỷ đô la để viện trợ cho chiến tranh. Vào thời điểm nước Mỹ đang khắc phục hậu quả của những cơn bão, thì bà Kamala Harris lại tuyên bố về việc phân bổ 150 triệu đô la cho Israel. Chính những khoảng trống trong quỹ cứu trợ thiên tai cũng là một trong những nguyên nhân chính góp phần làm bùng lên ngọn lửa bất mãn. Nhiều người dân đã thể hiện sự phản đối gay gắt trong chính sách cung cấp ngân sách cho những quốc gia xa lạ, nhưng lại xem nhẹ hậu quả thiên tai của chính người dân Mỹ, những người phải nai lương đóng thuế để củng cố ngân sách. Nói chung, cơn bão là một lý do chính đáng để chính quyền Biden không thực hiện bất cứ sự đảm bảo nào đối với Ukraine vào thời điểm hiện tại. Và bản thân ông Zelensky chỉ có thể chờ đợi vào kết quả của cuộc bầu cử sắp tới. Nếu như ông Trump thắng cử, thì có thể mọi kế hoạch của ông Zelensky sẽ trở nên vô nghĩa. Còn nếu như bà Harris thắng cử, thì còn nhiều yếu tố quyết định đến chính sách của Mỹ sẽ điều chỉnh ra sao đối với Ukraine, như tình hình diễn biến trên chiến trường hay các vấn đề nội tại của nước Mỹ. Thông qua các kênh liên lạc với Mỹ vẫn đang hoạt động, chẳng hạn như khi thảo luận về vấn đề vũ khí tầm xa. Nga đã cảnh cáo rằng không một kịch bản nào liên quan đến việc Ukraine gia nhập NATO có tác động tiêu cực, bởi vì Moscow sẽ không bao giờ đồng ý với điều này. Nga tước đoạt vũ khí nước ngoài viện trợ cho Ukraine tại khu vực Odessa Các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của khu vực Odessa đã trở nên thường xuyên hơn trong thời gian gần đây. Khu vực này từ lâu đã trở thành một trong những điểm quan trọng nhất để cung cấp vũ khí cho lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, gần đây thì Ukraine đã tăng cường sử dụng tàu thương mại và dân sự cho mục đích này. Vào đầu tuần, thì quân đội Nga đã tấn công các cảng ở Odessa và Ilyches. Vụ pháo kích diễn ra trong quá trình dỡ hàng của các con tàu đang neo đậu tại bến cảng. Đây không phải là vụ pháo kích đầu tiên của Nga đánh vào cơ sở hạ tầng cảng của đối phương. Vào ngày 6 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa tin về việc một tàu container chở đạn dược đã bị phá hủy ở làng Novi Peliadi. Con tàu đã chuyển vũ khí châu Âu cho quân đội Kiev. Việc phá hủy con tàu này đã được thực hiện bằng hệ thống tên lửa Iskander. Một cuộc tấn công khác nhằm vào con tàu chở tên lửa và đạn dược cũng đã được thực hiện vào ngày 21 tháng 9. Zhodion Mirosnik, đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các cảng Ukraina tại khu vực Odessa là những cửa ngõ chính mà quân đội Ukraina được cung cấp và tiếp nhận vũ khí, nhiên liệu và các loại thiết bị từ phương Tây. Ông cho rằng, những cuộc tấn công này của Nga cũng nhằm mục đích giảm mặt phương Tây trong việc tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev. Theo chuyên gia quân sự Alexander Krolenko, các con tàu thương mại từ lâu cũng được Ukraina sử dụng để vận chuyển đạn dược. Trên một số con tàu này, thậm chí còn được trang bị hệ thống tên lửa và các loại thuyền không người lái. Căn cứ vào những đặc điểm trên, Bộ Quốc phòng Nga luôn cho rằng các con tàu tại khu vực Odessa là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của Nga. Việc tăng cường pháo kích vào cơ sở hạ tầng cảng biển là sự thay đổi về mặt khái niệm trong chiến thuật của quân đội Nga. Những hành động như vậy của Moscow đang khiến cho các nước phương Tây dần mất đi khả năng hậu cần để hỗ trợ lực lượng Kiev. Vadim Kozulin, người đứng đầu trung tâm IAMB tại Học viện Ngoại giao của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các cảng của khu vực Odessa là khu vực rất tấp nập và bận rộn trong việc vận chuyển hàng hóa như các loại ngũ cốc và lương thực. Nên việc phân biệt con tàu nào chở vũ khí và đạn dược cũng là một việc hết sức khó khăn. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng các cuộc tấn công vào các con tàu chở vũ khí tại cảng Odessa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc làm gián đoạn chuỗi hậu cần của đối phương, bởi vì đây là nơi quan trọng nhất để cung cấp vũ khí cho lực lượng Ukraine từ các quốc gia NATO. Ukraine cũng đang cố gắng để che giấu việc vận chuyển đạn dược hoặc thiết bị bằng tàu cải trang thành tàu buôn hàng hóa thông thường. Cho thế này thì không có dữ liệu chính xác nào về tỷ lệ vũ khí đi qua các tuyến đường biển. Tuy nhiên, Nga tin rằng khu vực Odessa là trung tâm quan trọng đáp ứng nhu cầu quân sự của quân đội Ukraine quá trình tấn công các tàu chở thiết bị quân sự đang được gia tăng nhờ việc nâng cao chất lượng tình báo của nga moscow không đặt mục tiêu là ngăn chặn hoàn toàn liên lạc hàng hải của ukraine với thế giới bên ngoài quân đội nga chỉ đang cố gắng để ngăn chặn dòng vũ khí từ các nước ngoài để tránh các cuộc tấn công vào tàu dân sự thực sự một số biện pháp chuẩn bị cũng đang được phía nga thực hiện nhưng để làm được điều này thì nga phải tìm hiểu lịch sử của các con tàu như nó đã từng được sử dụng trong các trận chiến hay là phương tiện để sử dụng chở hàng hóa thương mại. Hơn nữa, điều quan trọng là các liên lạc đang được thiết lập giữa các đặc vụ Nga trong hàng ngũ của lực lượng Ukraine. Điều quan trọng hơn nữa là các cuộc tấn công vào các cảng của vùng Odessa cũng giúp giảm lưu lượng cung cấp từ bên ngoài. Tất nhiên sẽ không thể dừng hoàn toàn việc chuyển giao thiết bị, nhưng Nga có khả năng giảm đáng kể cơ hội cho việc chuyển giao các thiết bị này. Pháp lên kế hoạch kiểm chế nước Nga sau thời gian tạm lắng xuống vì những cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ đang diễn ra trong nước, thì nhà lãnh đạo Pháp mới đây lại đưa ra rất nhiều những tuyên bố ồn ào về cuộc khủng hoảng Ukraine và các hành động đối với Nga. Theo tờ The Politico, các đơn vị quân đội Pháp sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự quy mô lớn vào năm 2025, dự kiến sẽ diễn ra tại Romania. Do đó, vào năm tới sẽ là một năm phê duyệt những bài kiểm tra quyết định đối với binh lính và sĩ quan của Pháp. Trong cuộc tập trận, Khả năng hậu cần của Pháp và EU sẽ được kiểm tra một cách nghiêm túc. Dự kiến một lữ đoàn sẽ được triển khai sớm đến sườn phía đông của NATO trong thời gian tới đây. Như vậy, năng lực của quân đội Pháp sẽ được đánh giá nếu Tổng thống Putin quyết định tấn công một trong những thành viên của NATO. Song song với đó, Bộ trưởng Leclerc đã công bố kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine vào quý 1 năm sau. Các biện pháp này là một trong kế hoạch lâu dài để chuẩn bị cho sự đối đầu đối với Nga. Bản thân ông Le Pen trước đó cũng đã tuyên bố rằng Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với nền Cộng hòa của Pháp. Tổng thống Macron thông báo rằng Pháp và nhiều nước châu Âu đang đưa ra kế hoạch kiềm chế nước Nga. Tổng thống Pháp cho rằng nếu một ngày nào đó người Nga đi quá xa khỏi giới hạn mà châu Âu đặt ra, thì người châu Âu sẽ phải hành động để ngăn chặn những sự việc này. Nhiều người đứng đầu nước Pháp đã nói rằng để quân đội phương Tây xuất hiện tại Ukraine trong tương lai, thì cần có hai điều kiện là đột phá mặt trận và đưa ra những yêu cầu tương ứng từ Kiev. Trong khi đó, thì các chuyên gia lưu ý rằng Paris sẽ không nỗ lực để một mình đơn phương độc mã kiểm chế Nga. Việc Pháp tham gia thực hiện các chiến lược của NATO không có nghĩa là họ giữ vai trò lãnh đạo. Bởi vì Pháp không có chung đường biên giới với Nga. Hơn nữa, tình hình chính trị rất phức tạp là những gì mà giới chức nước này cần quan tâm nhiều hơn những vấn đề khác. Do đó, Pháp chủ yếu sẽ tìm cách kiềm chế lâu dài về lĩnh vực kinh tế đối với Nga, cũng như tiếp tục duy trì sự hỗ trợ quân sự cho Kiev. Tuy nhiên, việc Pháp tham gia nhiều cuộc tập trận gần đây và cả trong tương lai gần cũng cho thấy những bước đi và những kế hoạch lâu dài của Pháp. Khả năng điều quân nhanh chóng khắp lục địa cho thấy đây là điểm trọng yếu trong cơ chế hoạt động của liên minh Bắc Đại Tây Dương. Mục đích của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng di chuyển nhanh chóng sang sườn phía đông của liên minh này nhằm giải quyết vấn đề hậu cần vốn là điểm yếu từ trước đến nay của NATO. Bản thân nước Pháp vẫn đang tiếp tục chìm trong sự bất ổn về chính trị khi mà giấy cánh tà đã khởi xướng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Đối với nội các của thủ tướng mới là ông Michael Barnier. Thâm hụt ngân sách trong năm nay của Pháp dự kiến cũng sẽ vào khoảng 6%. Đây là con số tồi tệ trong hơn hai thập kỷ qua. Để đạt được mức thâm hụt tối thiểu là 3% như các nước EU đưa ra thì chính phủ nước này cần phải bổ sung khoảng 150 tỷ euro vào ngân sách. Theo các cuộc thăm dò được tiến hành ngay vào thời điểm ông Macron nói về các điều kiện triển khai quân đội Pháp tại Ukraine thì có tới 76% công dân của Pháp phản đối những quyết định như vậy. Cả hai đảng đều đang nắm giữ các quan điểm giống nhau. Vì vậy, những thông tin do chính quyền Pháp tạo ra vẫn là những tuyên bố có ý định rất xa vời. Chuyên gia quân sự nhấn mạnh tiềm năng hiện tại của một đội Pháp, mặc dù rất lớn so với phần còn lại của châu Âu, nhưng không cho phép khẳng định sự tham gia đầy đủ của Pháp vào cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!